Long Xuyên có rất là nhiều chỗ ăn sáng, nhiều món ăn sáng ngon, tha hồ cho bạn lựa chọn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một địa điểm ăn sáng mà rất là nhiều người ở Long Xuyên ưa thích. Đó là ở Bắc Đế Miếu hay là chùa Ông Bắc, ở bờ kè cầu Duy Tân và Hoàng Diệu. Trong sân miếu có nhiều người bán điểm tâm, món ăn thì đa dạng, giá cả cũng hợp lý, tha hồ cho bạn lựa chọn. Các bạn có thể chọn ngồi ở sân miếu hoặc ngồi ở bờ kè cũng được. Bán từ mấy giờ vậy em? Dạ bán từ 3 giờ sáng rồi. Ở đây là có ốc la màu con, cơm tấm mình xào, bánh cuốn rồi. Em bán nước. Bán nước hả? Bán tới mấy giờ vậy em? Dạ bán từ 1 giờ trưa. 1 giờ trưa? Dạ dạ. Em bán nước ở đây? Dạ nước thì. Mình thích địa điểm này không chỉ vì món ăn mà còn vì khung cảnh nhộn nhịp và không khí rất là trong lành vào buổi sáng. Có dịp các bạn đến thử xem sao nha. Tạm biệt các bạn. Thank you.